Mặc dù là loài chim săn mồi, nhưng chúng được biết là những kẻ cực kỳ lười biếng và thờ ơ. Chúng không săn mồi quá nhiều và thường chọn những con mồi dễ ăn như chim non ở bờ biển, những con chim bị thương hoặc bị bệnh để săn bắt. Khi bị buộc phải săn mồi vì cơn đói, loài chim hoang này thường có thói quen bay lượn khá thấp, khoảng từ 3 đến 5 mét trên các bãi cỏ để quan sát tìm con mồi. Khi bay, đôi cánh được giữ ở tư thế chữ V nông, xen kẽ vài nhịp đập rồi lướt. Con mồi của loài chim hoang này chủ yếu là động vật có vú nhỏ cỡ thỏ non, chim nhỏ, côn trùng, bò sát như rắn, thằn lằn và đôi khi chúng còn săn bắt cả ếch.